Hiện hai ứng cử viên hàng đầu đang bám đuổi sít sao trong cuộc đua vào vị trí tổng thống nhiệm kỳ tới là bà Claudia Sheinbaum thuộc đảng cầm quyền Moria và đối thủ thuộc phe đối lập Xochitl Gálvez. Cựu thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cam kết sẽ thành lập một chính phủ trung thực và tăng cường an ninh, trong khi ứng cử viên đối lập, cựu thượng nghị sĩ Xochitl Gálvez đưa ra quan điểm cứng rắn về phòng chống tội phạm, cam kết cải thiện và mở rộng các chương trình xã hội cũng như chống tham nhũng và bạo lực lan rộng có liên quan đến các băng đảng tội phạm có tổ chức. Giới phân tích nhận định, quan điểm của các ứng viên về những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm như di cư, kinh tế, tội phạm có tổ chức là yếu tố quan trọng quyết định ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của chiếc ghế tổng thống Mexico.